đẹp quá. Với Tiểu Hùng, đó là nguyên chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Chiết đến đây thăm, và vì vậy nên là tôi sẽ là những chương trình này lại để nói với mọi người một tí. Thì không phải là chúng ta không tự nhiên, nhưng mà chúng ta chưa đâu, cứ diễn đây chưa đâu. Thì họ sẽ đến đây thì chúng ta bình thường luôn. Cứ diễn bình thường. Và cũng như là chúng ta sắp xếp khi ngồi đứng hàng cho nó hài hòa để nó thoải mái hơn. Thế bây giờ thì Dạ vâng. Thế có thể là thế này. Bây giờ các cháu tắt hết cái nhạc cụ này đi. Mình sẽ chơi bài chim đón khách. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, nghe. Cái này bài này cũng hay chú ạ, bài này hay chú luôn. Cái gì chưa đóng thẻ đâu, quên hết rồi, tổng thống đồng hết đàn ông quan này. Em